nóng đã đến rồi. Và dạo gần đây mình thấy là có khá là nhiều người bạn than vãn với mình về cái nóng gay gắt của thời tiết. Như vậy thì việc sở hữu một chiếc máy lạnh là điều rất là cần thiết đúng không? Vì vậy ngày hôm nay Thu Hà sẽ cùng với Điện Máy Xanh giới thiệu đến các bạn một mẫu máy lạnh đến từ thương hiệu MyDear, có mã sản phẩm là MSAFA10CRN8. Đây là một mẫu máy lạnh không có inverter, vậy thì nó sẽ có những cái hạn chế và điểm mạnh nào, có đáng mua hay không? Các bạn hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Nhắc đến những chiếc máy lạnh mà không có inverter thì chắc hẳn là nhiều người sẽ ái ngại khi mà mua nó đúng không nào? Bởi vì máy lạnh không có inverter thì nó sẽ tiêu tốn nhiều tiền điện hơn so với những chiếc máy lạnh có inverter, đó là điều hiển nhiên rồi. Tuy nhiên, việc mà những mẫu máy lạnh không có inverter vẫn được sản xuất và tiêu thụ là bởi vì nó vẫn có những ưu điểm riêng của nó. Như là nó có thể làm lạnh rất là nhanh, khả năng hoạt động ở mức quá tải cao và liên tục tốt hơn. Đặc biệt là có giá bán rẻ hơn và chi phí sửa chữa cũng thấp hơn nữa. Cho nên là những mẫu máy lạnh mà không có inverter như vậy sẽ rất là thích hợp khi mà sử dụng ở trong những không gian mà ít dùng máy lạnh, như là ở trong phòng khách hay là nhà bếp nè. Hoặc những nơi thường xuyên mở cửa nhiều như là các cửa hàng, shop quần áo, quán cà phê, vì nó sẽ chạy với công suất cố định, không tăng giảm công suất liên tục theo nhiệt độ như là máy lạnh inverter, giúp máy hoạt động với mức tiêu thụ điện năng ổn định hơn. Và đặc biệt là chi phí đầu tư mua máy lạnh cũng sẽ thấp hơn. Và mẫu máy lạnh này có công suất là 1 ngựa, nên đây sẽ là lựa chọn rất là phù hợp cho những căn phòng nào có diện tích nhỏ dưới 15m2. Đó là một vài chia sẻ về những mẫu máy lạnh không có inverter. Còn bây giờ thì mình sẽ đi vào khám phá chiếc máy lạnh này nha. Đầu tiên thì mình thấy là ngoại hình của chiếc máy lạnh này được thiết kế theo phong cách nhẹ nhàng, tinh tế với những đường uốn cong mềm mại. Điểm nhấn là một miếng ốp nhựa kiểu đường cong hình cánh cung ở phần mặt nạ phía trước, giúp máy nhìn đẹp hơn, bớt phần đơn điệu. Với ngoại hình nhìn đơn giản kết hợp cùng với tông màu trắng quen thuộc, chiếc máy lạnh này có thể dễ kết hợp cùng với không gian nội thất của căn phòng. Dàn nóng của máy cũng được thiết kế vuông vức, gọn gàng và cứng cáp, dễ lắp đặt. Điều mà mình rất là thích ở thiết kế của chiếc máy lạnh này đó là nó còn được trang bị cả màn hình hiển thị nhiệt độ ở trên dàn lạnh nữa. Mình thấy đây là mẫu máy lạnh giá thì bình dân thôi, nhưng mà nó được trang bị tính năng này thì quả là một điểm rất là đáng chú ý. Bởi vì hiện nay vẫn có rất là nhiều mẫu máy lạnh mà giá cao hơn, tuy nhiên đôi khi lại không được trang bị màn hình hiển thị nhiệt độ ở đây. Với cái màn hình này thì nó sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều trong việc theo dõi và điều chỉnh máy lạnh. Đặc biệt là vào ban đêm, mình có thể nhìn thông số trên dàn lạnh và chỉnh chính xác được mức nhiệt độ mong muốn. Chưa hết đâu nha, chiếc remote này còn được trang bị cả đèn màn hình nữa. Như vậy thì các bạn có thể dễ dàng điều chỉnh được nhiệt độ cũng như là các chức năng khác ở trong bóng tối. Khi xem qua chiếc máy lạnh này thì mình phát hiện thêm một điều, đó là các lá nhôm ở cả dàn lạnh và dàn nóng đều được phủ một lớp màu vàng. Đây là lớp phủ chống bám bẩn và chống ăn mòn Golfin. Nó sẽ giúp hạn chế và chống lại sự xâm hại của những tác nhân thời tiết bên ngoài như là mưa gió, sương trời, đặc biệt là sự ăn mòn của hơi muối ở những môi trường vùng ven biển. Nhờ vậy giúp máy hoạt động ổn định, tăng hiệu quả trao đổi nhiệt và bền bỉ hơn. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu qua một vài tính năng của chiếc máy lạnh này. Đầu tiên là chế độ làm lạnh nhanh Turbo. Đây là chế độ mà được nhiều người thích sử dụng sau khi khởi động máy. Vì khi kích hoạt chế độ này, máy sẽ tự động nâng công suất lên cao để mau chóng làm lạnh căn phòng tới mức nhiệt độ đã cài đặt. Các bạn xem nè, bây giờ mình để một tờ khăn giấy và hơi gió thổi ra nhẹ nhẹ. Nhưng mà khi chọn chế độ Turbo thì hơi lạnh thổi ra rất mạnh và nhanh. Nhờ được tăng công suất làm lạnh lên mức cao nên chế độ Turbo sẽ giúp chúng ta nhanh chóng có được không gian mát lạnh để tận hưởng mà không cần phải chờ đợi quá lâu. Để hơi lạnh được lan tỏa đồng đều hơn thì MyDear cũng đã trang bị cho chiếc máy lạnh này tính năng đảo gió tự động với hai chiều là lên xuống của máy lạnh. Và các bạn có thể cố định vị trí của cánh đảo gió bằng cách là nhấn vào nút Direction Swing trên remote. Mình bấm thử thì có đến hơn 10 góc thổi gió, nên muốn chọn góc nào thì khóa lại ở vị trí đó. Còn muốn cánh đảo gió liên tục thì bấm đè nút này luôn. Rất tiếc là muốn chỉnh hướng gió theo chiều trái phải thì cũng phải điều chỉnh bằng tay. Mẫu máy lạnh này sử dụng ga R32 là loại ga cao cấp hàng đầu hiện nay, giúp mang đến khả năng làm lạnh tốt, hơi lạnh dễ chịu, không bị lạnh quá gắt, tốt cho sức khỏe, không gây hại cho môi trường và hỗ trợ tiết kiệm điện tốt hơn. Trên thực tế thì mình thấy là khi sử dụng máy lạnh rất dễ gặp tình trạng, đó chính là mình đã điều chỉnh mức độ lạnh rồi nhưng mà nhiệt độ trong phòng của mình thì lại không được như mức nhiệt độ đã cài đặt. Vậy thì để cho máy lạnh này có thể làm lạnh được chính xác mức nhiệt độ chúng ta mong muốn thì MyDear đã tích hợp tính năng Follow Me giúp cảm biến chính xác đến mức nhiệt độ ở nơi đặt remote. Ví dụ như mình chọn mức 25 độ C nhưng nhiệt độ tại nơi mình đang đặt remote gần nơi chúng ta đang ngồi thì tới 26-27 độ C. Lúc này remote sẽ phát ra tín hiệu và gửi về dàn lạnh để
tăng công suất. Nhờ vậy mà căn phòng sẽ được làm lạnh được đều khắp mọi nơi, đúng với mức nhiệt độ mong muốn. Chiếc máy này cũng có chế độ ngủ đêm nữa. Các bạn chỉ việc nhấn vào nút sleep trên remote để kích hoạt chế độ này. Chế độ sẽ giúp tự điều chỉnh nhiệt độ trong lúc ngủ. Khi mình ngủ say vào giữa đêm thì thân nhiệt của mình sẽ bị hạ xuống. Lúc này nhiệt độ ngoài trời cũng sẽ hạ thấp và khi đó mình rất dễ bị lạnh vào ban đêm. Với chế độ ngủ đêm, máy sẽ tự động tăng nhiệt độ đến mức phù hợp để chúng ta không quá lạnh vào nửa đêm. Nhờ vậy mà chúng ta có thể ngủ thẳng giấc một cách thoải mái, không bị tỉnh giấc vì quá lạnh. Thời bây giờ chúng ta sử dụng máy lạnh không chỉ là để làm lạnh mà còn là giúp không khí được sạch hơn nữa. Và đối với chiếc máy lạnh này cũng vậy, MyDear đã trang bị bộ lọc bụi 2 lớp HD bên trong. Nhờ vậy có thể giúp lọc bỏ các loại bụi bẩn, phấn hoa, lông thú nuôi hay là các tác nhân khác, giúp thổi ra luồng không khí trong lành, sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho sức khỏe người dùng. Ngoài chế độ làm lạnh ra thì chiếc máy lạnh này còn được trang bị nhiều chế độ khác nữa, trong đó phải kể đến chế độ hút ẩm dry. Chế độ hút ẩm này sẽ giúp hút ẩm trong không khí vào những ngày trời mưa, trời nồm ẩm ướt hay là những ngày có độ ẩm trong không khí cao. Nó giúp mang lại bầu không gian thoáng mát, sạch sẽ và vô cùng dễ chịu. Trên remote của máy cũng có phím hẹn giờ tắt và hẹn giờ bật nữa nha các bạn nhé. Chúng ta có thể hẹn từ 30 phút đến tận 24 tiếng, do đó có thể chủ động cài đặt thời gian hoạt động của máy lạnh theo ý muốn, rất là tiện lợi. Như 10 giờ tối đi ngủ, muốn 3 giờ sáng máy lạnh tắt thì hẹn 5 tiếng. Tương tự, muốn máy lạnh khởi động theo ý muốn thì cũng hẹn mức thời gian mong muốn là được. Khi sử dụng máy lạnh thì sau một khoảng thời gian sử dụng, máy lạnh sẽ dễ bị ẩm mốc và gây ra mùi hôi khó chịu. Hiểu được điều này, mẫu máy lạnh của MyDear đã được tích hợp thêm tính năng tự làm sạch self-clean. Chức năng này sẽ giúp tự làm sạch dàn lạnh sau khi chúng ta tắt máy. Nó sẽ sấy khô các lá nhôm trong dàn lạnh, cùng với đó là loại bỏ các bụi bẩn bám trên lá nhôm. Nhờ vậy mà ngăn ngừa được tình trạng ẩm mốc, bám cặn bẩn hay là gây mùi hôi, giúp máy thổi ra luồng khí sạch sẽ hơn và đồng thời giúp máy hoạt động bền bỉ hơn. Có một điểm rất là đặc biệt ở chiếc máy lạnh này đó là nó còn rất an toàn nữa các bạn ạ. Bởi vì nó được trang bị cơ chế cảnh báo rò rỉ ga. Nghĩ xem, khi mà mình dùng máy lạnh mà nó bị rò rỉ ga thì rất là nguy hiểm đúng không? Hiểu điều này mà MyDear đã trang bị tính năng cảnh báo rò rỉ ga. Nếu phát hiện khí ga bị rò rỉ khi máy nén hoạt động quá tải, máy sẽ tự động tắt, giúp đảm bảo an toàn cho người dùng và chủ động xử lý kịp thời sự cố này. Mặc dù là một chiếc máy lạnh không có inverter nhưng mà nó cũng được trang bị nhiều tính năng hiện đại đúng không nào? Và nếu các bạn chúng ta tìm kiếm một chiếc máy lạnh ở phân khúc giá bình dân có thể đáp ứng được cho nhu cầu làm lạnh cơ bản hay là phục vụ được cho cửa hàng, quán ăn, quán cà phê v.v. thì có lẽ đây sẽ là một sự lựa chọn thích hợp. Và nếu các bạn cảm thấy yêu thích sản phẩm này thì có thể gọi về số hotline của chúng tôi là 1800 1061 hoặc là truy cập vào website là dienmaysanh.com để đặt hàng. Còn thông tin về những cái ưu điểm nổi trội của chiếc máy lạnh này các bạn có thể xem ở cuối clip nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.